Nga phân tích âm mưu thực sự của NATO đằng sau đề xuất gửi quân tới Ukraine. Quân đội Nga đăng tải video bắn nổ hai trực thăng của Ukraine ở Donetsk. Mỹ bất ngờ đưa ra gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Nga sẵn sàng cho kịch bản cuộc chiến hạt nhân, ông Zelensky cảnh báo nguy cơ thế chiến 3. Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tổng thống Pháp Macron lần đầu nêu ý tưởng cách đây 2 tuần khi nói phương Tây, NATO không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Hầu hết các nước thành viên NATO đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng này, Tuần trước, ông Macron làm rõ hơn tuyên bố, cho biết Pháp có thể đưa quân đến Ukraine nếu quân đội Nga tiến tới Kiev hoặc Odessa. Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Moscow, tất cả các tuyên bố này của ông Macron và các chính trị gia NATO khác cho thấy toan tính về các phần lãnh thổ còn lại ở Ukraine. Vấn đề lãnh thổ cũng là lý do vì sao Kiev chưa chính thức được mời gia nhập NATO, bà Zakharova nêu quan điểm của Nga, mời Ukraine gia nhập đồng nghĩa tất cả các nước thành viên NATO phải công nhận biên giới lãnh thổ Ukraine và không phải tất cả đều sẵn sàng làm như vậy. Theo bà Zakharova, những diễn biến hiện nay là sự chuẩn bị của NATO, bà nói. NATO nói về cách đối phó Nga, nhưng thực chất là họ đang toàn tính phân chia lãnh thổ Ukraine. Kịch bản gửi quân đội tới Ukraine ban đầu được xem là mơ hồ theo cách khẳng định của nhà lãnh đạo Pháp, giờ lại đang trở thành chủ đề nghiêm túc tại châu Âu cũng như các thành viên NATO. Từ chỗ đơn độc và có phần táo bạo khi đưa ra đề xuất, ông Macron dường như đang tìm thấy tiếng nói chung với một số nước về vấn đề này. Trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Stéphane Cisone mới đây, Ngoại trưởng Litva Gabrielus Landsbergis đã nhấn mạnh rằng Litva đồng ý thảo luận về khả năng đưa binh sĩ của NATO tới Ukraine. Ngoại trưởng Litva cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine mọi điều mà quốc gia Đông Âu này cần. Theo giới phân tích, Pháp đang xây dựng một liên minh với các nước cởi mở, trong đó có khu vực Baltic với phương án đưa binh sĩ NATO tới Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này đến nay vẫn vấp phải sự phản đối của không ít quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh, bạn có thể gửi tất cả vũ khí trên thế giới đến Ukraine, bạn có thể gửi rất nhiều tiền đến đó, bạn cũng có thể gửi rất nhiều sự trợ giúp về mặt hậu cần. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, cuộc chiến này không có giải pháp quân sự và sẽ không bao giờ không chỉ các thành viên liên minh châu Âu, ngay cả Mỹ đến nay vẫn không ủng hộ ý tưởng này của Pháp. Ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao nga do có hành động không phù hợp với địa vị ngoại giao. Bộ Ngoại giao Áo nêu rõ các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán nga là những nhân vật không được hoan nghênh theo Điều 9 của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Họ sẽ phải rời khỏi Áo vào ngày 19 tháng 3 tới trước thông tin áo trục xuất các nhà ngoại giao nga hãng tin tass bộ ngoại giao nga cùng ngày tuyên bố moscow sẽ đáp trả động thái này trước đó drt đưa tin bộ ngoại giao nga cũng đã triệu tập đại sứ mỹ lina Chassi tới để thông báo về tình trạng pháp lý đã thay đổi của ba tổ chức phi chính phủ ngo đang được đại sứ quán mỹ hậu thuẫn nhà chức trách nga cho biết các tổ chức này đang thực hiện các dự án có tính chất chống nga nhằm mục đích tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa Bà Chassi cũng được trao công hàm chính thức yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức bị Moscow cấm hoạt động. Trong đó, trang web chính thức và tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán cần phải xóa mọi đề cập đến những NGO nói trên. Công hàm cũng nhấn mạnh Moscow sẽ hành động để ngăn chặn bất kỳ hành động lật đổ và phổ biến thông tin sai lệch nào, kể cả trục xuất các nhân viên Đại sứ quán Mỹ nếu họ vi phạm luật pháp Nga. Một tổ chức bị xếp vào danh sách không được chào đón ở Nga sẽ bị đình chỉ nhiều quyền, Họ không được phép thành lập văn phòng hoặc sử dụng hệ thống tài chính của mình tại nước này, cũng như không thể xuất bản bất cứ thứ gì dưới tên của mình. Các cá nhân và tổ chức cũng bị cấm thực hiện mọi giao dịch nào với những nhóm như vậy ở bất kỳ khu vực pháp lý nào thuộc Nga. Trong một động thái khác, thành viên mới của NATO là Phần Lan vừa thông báo những ô tô mang biển số Nga phải rời khỏi lãnh thổ nước này, chậm nhất là vào ngày 15 tháng 3, nếu không sẽ bị tịch thù. Theo hãng tin RT, Hải quan Phần Lan giải thích biện pháp này được thực hiện chiều theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Nga, cũng như chính sách được Bộ Ngoại giao Phần Lan công bố tháng 9 năm 2023. Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Từ ngày 16 tháng 3, người điều khiển ô tô mang biển số Nga phải chứng minh quyền sở hữu phương tiện ở Phần Lan. Nếu như bị cảnh sát chặn lại, những phương tiện không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ bị tịch thu và đưa ra khỏi lãnh thổ Phần Lan, ngoài ra chủ sở hữu phương tiện còn phải nộp các loại thuế. Chỉ những phương tiện thuộc sở hữu của sinh viên toàn thời gian và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời gian hợp lệ mới có thể tạm thời ở Phần Lan. Những chiếc xe này phải được đưa vào nước hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực ngoại lệ cũng áp dụng đối với ô tô sản xuất ở Phần Lan theo quy định trừng phạt của EU, như ô tô thuộc sở hữu của công dân Liên minh thường trú ở Nga. Hải quan Phần Lan cho biết thêm, những chiếc ô tô mang biển số Nga hiện không thể rời khỏi nước này qua biên giới với Nga do các điểm qua lại giữa hai nước vẫn đóng cửa đến ngày 14 tháng 4. Đáng nói, hải quan Phần Lan không cung cấp thông tin về số lượng xe đăng ký tại Nga đang có mặt ở nước này. Chính phủ Đan Mạch thông báo đang lên kế hoạch bắt buộc phụ nữ đi nghĩa vụ quân sự, trở thành một trong số ít quốc gia yêu cầu phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã công bố sáng kiến này ngày 13 tháng 3 tại Copenhagen, nói với các phóng viên rằng việc yêu cầu phụ nữ tham gia quân đội sẽ giúp đạt được sự bình đẳng hoàn toàn giữa hai giới. Bộ trưởng Quốc phòng Joel Schlundsporsen cũng nhấn mạnh trong cuộc họp báo có sự tham dự của Thủ tướng Frederiksen, Chế độ tòng quân mạnh mẽ hơn, bao gồm bình đẳng giới đầy đủ, sẽ góp phần giải quyết các thách thức quốc phòng và quản lý lực lượng vũ trang của chúng ta. Tại Đan Mạch, phụ nữ đã có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Vào năm 2023, họ chiếm khoảng một phần tư lực lượng lính nghĩa vụ. Đan Mạch là quốc gia thứ ba ở châu Âu cho phép phụ nữ tòng quân. Trước đó, Thụy Điển bắt đầu cho phép nhập ngũ với cả nam và nữ vào năm 2017. Và năm 2015, Na Naui trở thành thành viên NATO đầu tiên áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Theo số liệu chính thức, quân đội Đan Mạch có từ 7.000 đến 9.000 quân nhân chuyên nghiệp, không bao gồm lính nghĩa vụ đang được huấn luyện cơ bản. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc áp dụng đối với nam giới trên 18 tuổi. Tuy nhiên, do có đủ số lượng tình nguyện viên nên không phải nam thanh niên nào cũng phải nhập ngũ. Thay vào đó, cơ quan chức năng tổ chức bốc thăm bằng hình thức quay số. Kế hoạch nói trên kêu gọi ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới vào năm 2025 và triển khai hệ thống này vào năm 2026. Các binh sĩ mới sẽ trải qua 5 tháng huấn luyện sau đó là 6 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Paulsen ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Frederiksen cho biết Đan Mạch sẽ kéo dài thời gian phục vụ quân ngũ cho cả nam và nữ từ 4 lên 11 tháng như một phần của cuộc cải tổ quân đội nước này. Copenhagen cũng sẽ đầu tư vào các hệ thống phòng không trên bộ và một lữ đoàn bộ binh lên tới 6.000 quân vào năm 2028. Nữ thủ tướng Frederiksen nói, chúng tôi không tái vũ trang ở Đan Mạch, vì muốn giao tranh. Chúng tôi đang tái vũ trang ngay bây giờ để tránh xung đột nổ ra và trong một thế giới mà trật tự quốc tế đang bị thách thức. Ngoại trưởng La Rasmussen cũng cho biết các động thái này được thực hiện như một hình thức gian đe. Ông Rasmussen nói, mặc dù Nga không gây ra mối đe dọa đối với Đan Mạch, nhưng chúng tôi sẽ không đặt mình vào một vị trí mà họ có thể đến để làm điều đó. Trong khi đó, theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần chỉ ra rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO hoặc gia tăng cuộc khủng hoảng ở Ukraine thành một cuộc xung đột rộng hơn. Đan Mạch là thành viên sáng lập NATO và là nước ủng hộ quan trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, dự kiến được chuyển giao vào mùa hè này. Đan Mạch đã chi khoảng 1,4% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng vào năm ngoái, nhưng sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5,4 tỷ euro trong 5 năm tới để đáp ứng mục tiêu 2% của NATO. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết đang triệu hồi 50 đại sứ của nước này được bổ nhiệm bởi chính quyền trước đó như một phần trong nỗ lực của chính phủ mới thân liên minh châu Âu nhằm cải thiện vai trò của các cơ quan ngoại giao vào thời điểm đầy thử thách. Tuyên bố không nêu tên bất kỳ đại sứ nào bị chính phủ nước này triệu hồi, Bộ Ngoại giao nước này cho biết quyết định được Thủ tướng Donald Tusk phê duyệt và các thủ tục đã bắt đầu. Tuyên bố cũng không cho biết cụ thể khi nào các đại sứ bị triệu hồi và sẽ được thay thế như thế nào hoặc có bất kỳ chức vụ nào sẽ bị cắt giảm nữa hay không. Song tuyên bố nhấn mạnh, việc thay đổi các đại sứ là cần thiết và sẽ giúp thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn các nhiệm vụ khó khăn mà ngành ngoại giao nước này phải đối mặt. Thủ tướng Donald Tusk nói rằng, việc có đội ngũ đại sứ trung thành là rất quan trọng khi mà nước láng giềng Ukraine đang chống đỡ với kế hoạch quân sự của Nga ông nhấn mạnh đây không phải là hành động trả đũa chính phủ tiên nhiệm có xu hướng cánh hữu hiện có thông tin rằng việc triệu hồi các nhà ngoại giao có thể chưa nhận được sự chấp thuận của tổng thống Andrzej Duda người có mối liên hệ với chính phủ cánh hữu trước đây và có lập trường chỉ trích thủ tướng đương nhiệm ông donald tusk còn nhắc tới đại sứ ba lan tại mỹ marek mazerowski và khen ngợi nhà ngoại giao này cho thấy ông mazerowski không nằm trong danh sách bị triệu hồi Ông Tusk, người có quan điểm thân Liên minh châu Âu nhậm chức thủ tướng Ba Lan sau khi đánh bại Đảng Công lý và Luật pháp PiS của ông Morawiecki trong cuộc bầu cử tháng 12 năm 2023. Đảng PiS trước đó đã nắm quyền ở Ba Lan 8 năm và thi hành nhiều chính sách gây căng thẳng với EU. Tuy nhiên, quyết định triệu hồi các đại sứ có thể vấp phải sự phản đối của tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, thành viên Đảng PiS. Nếu ông Duda không chấp thuận, tại các quốc gia có đại sứ bị triệu về nước, tham tán sẽ đảm nhận vị trí trưởng phái bộ. Trước đó, Thủ tướng Tốt đã thúc đẩy nỗ lực cải cách truyền thông nhà nước Ba Lan, sa thải luật lãnh đạo các cơ quan này ngay sau khi nhậm chức. Tổng thống Duda khi đó chỉ trích ông Tốt gây hỗn loạn. Ngày 13 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ hai trực thăng vận tải quân sự của Ukraine tại vùng Donetsk. Hai trực thăng bị phá hủy gồm một chiếc Mi-8 và một chiếc Mi-17. Cuộc tập kích diễn ra tại một sân bay giã chiến gần làng Novo Pavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46 km. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra ba trực thăng của Ukraine đang đỗ trên một khu vực trống, bên cạnh là một xe tải và một phương tiện tiếp tế khác. Ngay khi xác định được mục tiêu, quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để tập kích các phương tiện của đối thủ. Sau đòn tấn công chính xác, hai trực thăng của Ukraine đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Chiếc trực thăng còn lại đã kịp thời sơ tán. Mi-8 là trực thăng quân sự đa nhiệm, có thể dùng cho mục đích vận tải chính xác hoặc tấn công mặt đất. Trực thăng này có chiều dài 25,24 m, cao 5,65 m, nặng 7,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn. Với biến thể tấn công mặt đất, trực thăng này có thể mang theo súng máy cỡ nòng 7,62 mm hoặc 12,7 mm, tên lửa chống tăng, bom và các loại vũ khí khác để gia tăng độ chính xác cho các đợt tấn công. Mi 8 được trang bị kính nhìn đêm và hệ thống đo cự ly bằng laser. Mi 17 là trực thăng quân sự đa năng, nặng khoảng 12.000 kg, tải trọng tối đa 4.000 kg. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người và có thể vận chuyển rất nhiều binh lính tối đa 40 người, nhưng thường là 20 đến 30 người. Tốc độ tối đa của Mi 17 là 250 km h tầm hoạt động khoảng 590 km. Mẫu trực thăng này có thể sử dụng được nhiều loại pháo tự động và tên lửa phổ thông trong một diễn biến khác, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong đêm thứ hai liên tiếp. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và đã đốt cháy ít nhất một nhà máy lọc dầu. Thống đốc vùng Ben Gorod via Cheslav Gladkov cho hay, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực trong hai ngày qua. Cùng thời điểm, lực lượng phòng không Liên bang Nga tuyên bố đã phá hủy thêm 7 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Ben -Gorod và Voronezh. Theo báo Pravda, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 1.000 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 715 hệ thống phòng không, 347 máy bay cánh cố định, 325 trực thăng, hơn 8.000 máy bay không người lái UAV chiến thuật, 1.919 tên lửa hành trình, một tàu ngầm, 26 tàu chiến, 1.600 trang thiết bị đặc biệt cùng gần 14.000 xe chở nhiên liệu và phương tiện khác của các lực lượng Moscow trong hơn 2 năm giao tranh. Giới chức Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các dữ liệu do phía Ukraine đưa ra. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào We are together with Russia, cho biết quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một số khu vực ở Zaporizhia, miền nam Ukraine, tiến sâu theo hướng Orekhovsko, khu vực làng Roboty, hướng Vremesko và củng cố các vị trí mà Nga đang kiểm soát. Cũng theo ông Rogov, lực lượng Ukraine đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ, bố trí các cấu trúc bê tông cốt thép sâu 3-4m, đào hào và các hố chống tăng, xây dựng các kênh liên lạc vì áp lực đến từ phía quân đội Nga. Lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine thiệt hại nhiều nhân lực chỉ trong một ngày, sau khi phía Ukraine phát động phản công ở Vebos và Roboty. Ukraine đã phản công nhưng đều thất bại. Ông Dmitry Likova, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tapria, Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Roboty. Họ liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới. Theo ông Likova, khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang tập trung quanh Roboty, nhiều hơn 10.000 quân số so với thông tin mà tờ Telegraph Anh ghi nhận trong tháng 2. Hiện phía Nga đang huy động các đoàn xe bọc thép lớn cùng các toán bộ binh quy mô nhỏ hoặc lớn để tập kích Roboty từ nhiều hướng khác nhau. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishkiy đã thừa nhận tình hình ở một số mặt trận của Ukraine vẫn rất khó khăn. Ông cho biết có nguy cơ các đơn vị đối phương sẽ tiến sâu hơn vào trận địa chiến đấu của Ukraine. Những tháng gần đây, Nga đã gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, đẩy lực lượng về phía Tây để tiến vào các địa bàn do Ukraine đang kiểm soát. Trong khi đó, Kiev bị hạn chế bởi tình trạng thiếu hụt đạn dược và sự hỗ trợ lâu dài từ Mỹ vẫn đang bỏ ngỏ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh trước tình hình cấp bách trên, tất cả các quyết định cần thiết về việc bố trí lực lượng tiếp viện ở những khu vực đang giao tranh ác liệt trên đã được đưa ra, trong đó bao gồm các toán quân mới, đạn dược và thiết bị tác chiến điện tử. Về phía mình, Hải quân Kiev cho biết lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thành công vào tàu chở dầu Mechanic Pogodin treo cờ Nga hôm thứ Ba. Ukraine cho biết quân đội Nga đang sử dụng tàu này làm trung tâm chỉ huy cũng như để phóng máy bay không người lái FPV và mang theo thiết bị tác chiến điện tử EVK. Kỳ ép cáo buộc việc Nga sử dụng tàu Mechanic Pogodin để giám sát và kiểm soát đã khiến tàu trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Một đoạn video ngắn đã được lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải, dường như ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công vào tàu chở dầu. Đoạn clip cho thấy một vụ nổ lớn ở một đào con tàu và một đám khói đen cồn cuộn bốc lên những mảnh vỡ có thể được nhìn thấy rơi xuống vùng nước xung quanh con tàu. Newsweek cho biết không thể xác minh độc lập đoạn phim. Nhưng Trung tướng Mykola Omidchuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine đã xác nhận vụ tấn công và gửi lời cảm ơn đơn vị đã tiến hành hành động quân sự chính xác nhằm phá hủy trung tâm chỉ huy nổi của lực lượng Nga. Hải quân cho biết con tàu này đã cập cả Kherson, miền nam Ukraine trước khi di chuyển đến Kinbumspit, Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga. Thông điệp cứng rắn về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được Tổng thống Putin đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Trong đó, ông Putin nói rằng ông hy vọng Mỹ sẽ tránh gia tăng căng thẳng dẫn tới việc kích hoạt chiến tranh hạt nhân, nhưng đồng thời ông nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân Nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân đó. Khi được hỏi liệu ông đã xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraina, tổng thống Putin đáp rằng chưa cần phải thế. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tự tin rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraina và để ngỏ cửa cho đàm phán ông nhấn mạnh bất cứ thỏa thuận nào cũng cần các bảo đảm chắc chắn từ phía phương tây tổng thống nga khẳng định việc phương tây gửi quân tới ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường thậm chí cả việc cung cấp vũ khí cũng không thay đổi được gì cả ngoài ra ông cũng tiết lộ rằng bộ ba hạt nhân của nước này sự kết hợp của các loại vũ khí hạt nhân được giải phóng từ đất liền trên không và biển tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác ông nói thêm từ quan điểm quân sự và kỹ thuật tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng vấn đề Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không đã nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua. Chia sẻ trên đài CNN tuần trước, hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết kể từ cuối năm 2022, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố, nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi, thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai. Ông nhấn mạnh rằng, xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine sẽ có khả năng trở thành thế chiến thứ ba khi nhấn mạnh nhu cầu của Kiev về sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky cho rằng nếu Nga tấn công một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đó sẽ là sự khởi đầu của Thế chiến 3. Ở diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan sẽ tổ chức đàm phán khẩn cấp về tình hình Ukraine tại Berlin vào ngày 15 tháng 3 tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra thông báo trên sau các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine tại thủ đô Washington của Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, thủ tướng Tusk cho biết vào thứ sáu tôi sẽ tới Berlin cùng với tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz để nói về tình hình này. Ông Tusk cho rằng đây là cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp và không có kế hoạch theo hình thức Tam giác Weimar định dạng hợp tác Pháp Đức và Ba Lan được thành lập năm 1991. Theo ông Tusk, ba nước này có nhiệm vụ huy động toàn bộ châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine. Vấn đề Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một trong số những nội dung mà tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến khi ông trả lời phỏng vấn hãng tin RIA và kênh truyền hình Russia 1 của Nga đăng ngày 13 tháng 3. Ông Putin cho biết, quyết định gia nhập NATO của hai nước này được đưa ra dựa trên những cân nhắc về mặt chính trị và rằng họ rất muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ phương Tây dưới hình thức che chở nào đó. Ông Putin bình luận đây là bước đi hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ theo tân hoa xã trong cuộc phỏng vấn trên ông putin tuyên bố nga sẽ triển khai binh sĩ và hệ thống tấn công tới gần biên giới phần lan và thụy điển sau khi hai nước này gia nhập nato ông putin nói chúng tôi không có binh sĩ ở khu vực biên giới giáp phần lan nhưng giờ sẽ có ở đó cũng không có các hệ thống hủy diệt nhưng bây giờ chúng sẽ xuất hiện Mới đây nhất liên quan đến tuyên bố của quan chức Mỹ về việc cần phải đổ thêm tiền vào Ukraine nhằm giúp nước này tấn công bán đảo Crimea đã báo hiệu sự tham gia trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột. Trước đó, phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Zeya William Byrne cho biết, các khoản tiền bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea, tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạm đội Biển Đen của Nga và cuối cùng giành lại thế chủ động tấn công. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov nói rằng, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine đã được chính thức xác nhận. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột là một tiến trình nguy hiểm, gây ra nhiều hậu quả khó lường nhất, không chỉ đối với an ninh của Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Ngày 13 tháng 3, Bỉ Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Âu -EU tuyên bố các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ quỹ cơ sở hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Brussels. Bên cạnh đó, The Financial Times vừa qua đưa tin Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết Brussels đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7 nếu Brussels có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Công ty Aeroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, tương đương 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Brussels sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Aeroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho biết rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, một số nước phương Tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine trong khi mỹ và anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản một số quốc gia thành viên eu bao gồm cả pháp và đức gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro moscow đã cảnh báo nghiêm khắc rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương tây tịch thu tài sản của nga bị phong tỏa ở nước ngoài Bộ Tài chính Nga trước đó cảnh báo rằng bản thân các quốc gia phương Tây vẫn nắm giữ cổ phần ở Nga và có thể gặp nguy hiểm nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị khai thác. Theo Reuters Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina có thể trị giá tới 400 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản viện trợ đầu tiên của Mỹ cho Ukraina sau nhiều tháng do quỹ bổ sung để tài trợ cho Ukraina bị phe Cộng hòa cản trở. Gói viện trợ 400 triệu này tương đối nhỏ so với dự luật của Tổng thống Biden tài trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine mà hiện đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Một trong những quan chức Mỹ cho biết, nguồn tài trợ 400 triệu đô la Mỹ lần này là từ khoản tín dụng được hoàn trả cho lầu năm góc cho các sàn giao dịch mua gần đây và dự kiến sẽ bao gồm cả pháo. Đặc biệt, quân đội Mỹ đã mua số lượng lớn đạn dược và phương tiện để bổ sung vào kho dự trữ gửi đến Ukraine các quan chức Mỹ cũng đã xem xét các phương án để tịch thu khoảng 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa từ năm 2022 và sử dụng số tiền này để thanh toán cho vũ khí của Ukraine. Thông báo này được đưa ra khi tổng thống và thủ tướng Ba Lan gặp tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Ba để bàn về cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson, một đồng minh của ứng cử viên tổng thống tiềm năng Donald Trump, cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ hôm 12 tháng 3 đã thúc ép các thành viên Hạ viện phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nói rằng điều này sẽ không chỉ thúc đẩy kiếp trong cuộc chiến với Nga mà còn ngăn cản sự gây hấn của Trung Quốc. Trong diễn biến có liên quan ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch John Lund cho hay nước này sẽ quyên góp 2,3 tỷ kronor, tương đương với 337 triệu đô la Mỹ để mua pháo, súng cối và đạn dược cho Kiev. Trong thông báo, Bộ trưởng Poulsen cho biết các hệ thống pháo binh và súng cối rất được Ukraine chào đón. Những khoản quyên góp thế này được thực hiện với sự hợp tác của các đồng minh và là một tín hiệu quan trọng cho thấy chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Copenhagen cũng sẽ thanh toán cho các hệ thống pháo súng cối và đạn dừa Kasa cho Pháp sản xuất và được tài trợ thông qua một quỹ được thành lập cho Kiev. Chính phủ Đan Mạch cho biết những mẫu Kasa được tài trợ với sự hợp tác của Pháp, trong khi đạn pháo 155mm đi kèm được tài trợ chung với Estonia và Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về các thỏa thuận chuyển tiền và gửi vũ khí cho Ukraine. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiev, Copenhagen là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Kiev. Quốc gia Bắc Âu đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với đất nước Đông Âu vào cuối tháng trước, sau các thỏa thuận tương tự của Đức, Anh và Pháp. Tổng thống Putin cho biết, Nga hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột hạt nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại, Moscow không vội vàng phải làm vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trong phỏng vấn ngày 13 tháng 3: "Từ phương diện kỹ thuật quân sự, tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng" Khi ông được hỏi liệu nga đã thực sự sẵn sàng trong một cuộc xung đột hạt nhân hay chưa, theo ông mỹ hiểu rõ nếu họ triển khai quân đội tới ukraine nga sẽ coi hành động đó là sự can thiệp tổng thống nga nói mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ nga mỹ và kiềm chế chiến lược vì vậy tôi không nghĩ có gì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này ông putin từng tuyên bố các lực lượng hạt nhân chiến lược của nga về bản chất hoàn toàn mang tính chất phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công toàn diện có thể xảy ra và đe dọa sự tồn vong của đất nước. Nga tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân vì những lý do khác, ngoại trừ những gì được nêu cụ thể trong tài liệu chiến lược của mình được gọi là học thuyết hạt nhân. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân, cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Bên cạnh đó, tổng thống Nga hôm ngày 13 tháng 13 phát biểu rằng Nga sẽ triển khai quân đội đến biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO. Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA và đài truyền hình Nga Rossiya 1, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa. Nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống khí tài phá hủy tới biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập liên minh. Xét từ quan điểm bảo đảm lợi ích quốc gia, đây là một bước đi hoàn toàn vô nghĩa đối với Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi chưa có quân đội ở đó, biên giới Phần Lan, nhưng giờ họ sẽ ở đó. Chưa có hệ thống phá hủy nào cả, nhưng giờ các hệ thống sẽ xuất hiện. Phần Lan ngày 4 tháng 4 năm 2023 đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở Đông Bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km, tức khoảng 830 dặm biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau khi văn kiện chính thức hóa việc Stockholm gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có hiệu lực vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận phản ứng Bắc Âu diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Các cuộc tập trận bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến tháng 5 tới, bao trùm tất cả các khu vực của châu Âu. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bilchom ngày 12 tháng 3 cho biết, Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, Thụy Điển với tư cách thành viên NATO có thể trở thành một trung tâm hậu cần, đồng thời là điểm chuyển quân của NATO. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic, ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của Liên minh quân sự này. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram, trong đêm ngày 12 tháng 3 và sáng ngày 13 tháng 3, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Cơ quan này cho biết phòng không Nga đã hạ tổng cộng 58 UAV Ukraine, nhiều nhất là ở tỉnh Fonzo với 29 chiếc, tỉnh Bengorod, Beriang, Kurt, Leningrad và Zyazhan cũng là các mục tiêu bị nhắm tới trong cuộc tập kích của Ukraine. Tỉnh trưởng Zyazhan Pavel Malkov thông báo UAV Ukraine đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu ở tỉnh làm bùng phát hỏa hoạn một nhà máy lọc dầu khác gần thành phố Petersburg, tỉnh Leningrad, cũng bị UAV Ukraine nhắm mục tiêu, song nó đã bị bắn hạ và không gây ra thiệt hại, theo tỉnh trưởng Alexander Drobdenko. Lãnh đạo tỉnh Vozhon, ông Alexander Gusev cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 30 UAV Ukraine trên bầu trời tỉnh, nhiều hơn số liệu Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, thêm rằng vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ. Đây là một trong các vụ tập kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine từ đầu xung đột, đồng thời là vụ tấn công quy mô lớn trong ngày thứ hai liên tiếp của Kiev. Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và lãnh thổ đối phương trong bối cảnh Nga chuẩn bị tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân, nhưng đánh giá rằng những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên. Ông khẳng định nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa theo tổng thống putin học thuyết quân sự của nga đã được nêu rõ nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có mối đe dọa tới sự tồn vong của nhà nước nga chủ quyền và nền độc lập của chúng tôi ông putin nêu rõ khi được hỏi rằng liệu nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân hay chưa ông putin nói từ quan điểm kỹ thuật quân sự tất nhiên là chúng ta đã sẵn sàng đồng thời cho biết Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine, thì Nga sẽ coi hành động này là một hành vi can thiệp. Ông Putin nhắc lại rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết của Điện Kremlin. Chính sách của nước này đặt ra các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin nói, vũ khí tồn tại là để sử dụng, chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Đồng thời nói thêm rằng nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự khi được hỏi về việc liệu ông có từng cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không, Tổng thống Putin khẳng định điều đó không cần thiết. Ông Putin cũng tin tưởng Nga sẽ đạt mục tiêu của kế hoạch quân sự, đồng thời khẳng định nếu có sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nga hoặc Ukraine thì Moscow sẽ coi đó là một mối nguy. Đáng chú ý, Tổng thống Nga nêu rõ Moscow luôn sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng tiến trình đàm phán đó phải dựa trên tình hình thực tế. Đối với Mỹ, theo ông Putin, Mỹ đang phát triển lực lượng hạt nhân nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng phát động cuộc chiến hạt nhân vào ngày mai. Ông khẳng định, Nga vẫn đang phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình và nếu Mỹ muốn thì chúng tôi sẵn sàng. Về phía mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine có khả năng trở thành thế chiến 3 khi nhấn mạnh nhu cầu của Kiev về sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky cho rằng nếu Nga tấn công một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đó sẽ là sự khởi đầu của Thế chiến 3. Khi đề cập đến sự yếu kém trong phản ứng của phương Tây trước việc bán đảo Crimea sắp nhập Nga vào năm 2014, như tiền lệ cho Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022, ông Zelensky cho rằng đó không chỉ là phản ứng của Đức, của ông Sol, mà còn cả các nhà lãnh đạo của châu Âu và Mỹ. Theo Reuters, người đứng đầu Kiev cũng khoe, Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các phe phái chính trị Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ. Trước câu hỏi, liệu viễn cảnh cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2 có ảnh hưởng đến sự ủng hộ dành cho Kiev hay không? Ông Zelensky nhấn mạnh, chính sách của Mỹ không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Ngày 12 tháng 3, hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Bratislava của Slovakia để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine và phản đối chính sách với Nga của chính phủ nước này. Theo hãng tin Reuters, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 2023, chính phủ của thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích mạnh mẽ viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy quan hệ với Nga về cả văn hóa và chính trị. Ngoại trưởng Slovakia Juras Blana cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Đây là một cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU với Nga kể từ khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Có khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành, được mô tả là ôn hòa. Cuộc tuần hành bắt đầu với tiếng còi báo động không kích nhằm thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Thủ tướng Fico cũng thường xuyên phải đối mặt với các cuộc biểu tình, phản đối chính sách của ông, nhưng cuộc tuần hành hôm 12 tháng 3 là hành động đầu tiên nhằm vào chính sách đối ngoại của Thủ tướng Slovakia đương nhiệm. Trước đó, Slovakia cũng từng ủng hộ lập trường của Hungary chặn viện trợ tài chính của EU cho Ukraine vào hồi tháng 1 năm 2024. Hai nước cũng tuyên bố sẽ hợp tác với nhau để phản đối một số quyết định của Brussels. Thủ tướng Slovakia cũng lặp lại rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết bằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Fico nói, hãy tìm một số phương pháp khác để giải quyết vấn đề này. Nếu tiếp tục viện trợ 50 tỷ euro và gửi hàng trăm loại vũ khí mới, thì chúng ta sẽ không giải quyết được điều gì. Sau cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Orbán cho rằng quan hệ giữa Hungary và Slovakia chưa bao giờ tốt như hiện tại bởi vì hai nước liên kết trong EU theo cách tăng cường sức mạnh cho nhau về thể chế, kinh tế, năng lượng và an ninh. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia, ông Orbán nhấn mạnh rằng lợi ích của Hungary và Slovakia ít nhất là 99% cùng hướng và chủ quyền là quan trọng đối với cả hai nước. Ông Orbán nêu rõ Chúng tôi không hài lòng với các sáng kiến siêu nhà nước của Brussels, chúng tôi cũng không hài lòng với những nỗ lực hợp pháp hóa việc di cư bất hợp pháp. Chúng tôi muốn bảo vệ biên giới của mình và chúng tôi muốn quyết định sẽ cho phép ai vào đất nước của chúng tôi. Về phần mình, Ofico nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có chung quan điểm về tương lai của EU liên quan đến quyền phủ quyết. Ông nói, nếu các quốc gia thành viên EU bị tước bỏ quyền phủ quyết và các vấn đề cơ bản như an ninh chính trị được quyết định bởi đa số, thì đó là khởi đầu cho sự kết thúc của EU. Nick Vesti, trích dẫn tuyên bố của dịch vụ báo chí của cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, gián điệp bị bắt được xác định là một quân nhân tại ngũ của quân đội Ukraine. Người này định cho chất độc vào nước tắm của các chỉ huy đơn vị chiến đấu ở Zaporizhia. Các nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine đã vạch trần mối liên hệ của quân nhân này với cơ quan đặc biệt của Nga và ngăn cản người này thực hiện kế hoạch. Theo cơ quan an ninh Ukraine, viên quân nhân làm gián điệp cho Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Moscow, những nơi triển khai và di chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo điều tra, nghi phạm được Nga tuyển dụng thông qua bố mẹ của Anh, những người sống ở khu vực do Nga kiểm soát vùng Lugansk. Bố mẹ của nghi phạm được cho là đã bị chính quyền Nga yêu cầu phải thuyết phục con trai làm việc cho họ. Trong một thông báo hồi tháng trước, SBU cho biết đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do Bộ phận Phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB hoạt động tại Ukraine điều hành. Năm người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SBU đang công tác. Theo FBU, năm nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa, ven biển đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev. Trong cuộc chiến gián điệp với Nga, tờ New York Times tiết lộ cho rằng cơ quan tình báo trung ương CIA của Mỹ đã biến Ukraine thành một trong những tài sản lớn của họ trong việc do thám Nga trong hơn một thập kỷ trôi qua kể từ cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Tờ báo dẫn lời một loạt quan chức hiện tại và cựu quan chức ở Mỹ, Ukraine cho biết các chuyên gia Mỹ đã tài trợ và tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ của quốc gia thuộc Liên Xô cũ và biến Kiev thành một phần của liên minh bí mật chống lại Moscow và châu Âu. Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ gián điệp bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi loại thông tin về Nga, cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong Nga. Theo tờ báo, CIA và các cơ quan tình báo của Mỹ khác cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Các đặc vụ tình báo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của Kiev trước việc Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Các đặc vụ CIA vẫn ở một địa điểm nhất định ở phía tây Ukraine, trong khi Mỹ đang sơ tán nhân viên khỏi nước này trước cuộc xung đột. Ivan Bakanov, một cựu lãnh đạo khác của SBU, nói với NIT, nếu không có họ, chúng tôi sẽ không có cách nào chống lại người Nga.